ก็ขุดเหลือขึ้นมาchắc chắn thì chín rồi, cái quả mình nhìn đấy là quả nó phụt đầu tiên. Phụt nó không có tiếng chứ gì cả nhỉ, nhìn nó phải có tiếng chứ nó mới gây kích thích cho đám đông. Kiểu nói là phun 15 phút nhưng mà cách làm 3 khúc ấy, 1 khúc thì vài quả.